Muốn giàu nhanh, phải học 6 điều này từ loài sói. Kính thưa quý vị, tại sao loài sói có thể trở thành bá chủ của thảo nguyên? Bởi chúng sở hữu 6 bản tính sinh tồn mạnh mẽ mà không phải loài động vật nào cũng có được. Sở dĩ, người bình thường luôn tầm thường bởi họ thiếu đi bản tính của loài sói. Sự khác biệt giữa cừu và sói chính là sự hung dữ, tàn bạo và một bên bị dẫn dắt thu phục. Bản thân sói cũng muốn trở thành một loài động vật lương thiện, nhưng dạ dày của nó chỉ có thể tiêu hóa thịt chứ không thể tiêu hóa cỏ. Nếu không ăn thịt cừu, sói sẽ bị chết đói. Nó sẽ không vì sự cầu xin của cừu mà từ bỏ con mồi béo bở đó, cũng sẽ không vì loài người gọi nó là loài vật ác độc mà từ bỏ ăn thịt cừu. Bạn cho phép tôi ăn, tôi sẽ ăn. Bạn không cho phép, tôi vẫn sẽ ăn. Đó chính là điển hình cho sự hung ác của loài sói. Sở dĩ nhiều người có thể trở thành lãnh đạo bởi họ dám tìm tòi, dám tranh giành, dám chiếm hữu mọi thứ biến thành của mình. Sau đây là 6 điều con người cần học hỏi từ loài sói để trở nên giàu có. Thứ nhất, đầu tiên bạn phải có tham vọng chiến thắng. Bản tính đầu tiên của loài sói chính là tham vọng chiến thắng. Tập đoàn Huawei từng công khai tuyên bố văn hóa loài sói là một bộ phận quan trọng trong văn hóa của doanh nghiệp họ. Chính là xây dựng nên một đội ngũ sống loài sói, luôn tham vọng giành được chiến thắng. Những người mà từ nhỏ đến lớn luôn giữ quan niệm, thái độ của kẻ chiến thắng thường dễ có được thành công hơn người khác. Dám chiến thắng được coi là gen của người thành công. Nếu một người luôn yếu kém, không có khát vọng chiến thắng, không có cảm giác phấn khích sau khi giành được chiến thắng, vậy chỉ có thể nói đó là người vô dụng. Bởi đã là người thành công, bản tính tham vọng chiến thắng đã ngấm sâu vào máu của họ ngay từ khi sinh ra. Có người hỏi vận động viên bóng bàn Đặng Á Bình rằng bạn đánh bóng bàn đến khi nào sẽ nghỉ? Cô trả lời một cách quả quyết, khi nào đối thủ nhận thua mới thôi. Tất cả các vận động viên bóng bàn trên thế giới đều không dám nhìn vào mắt Đặng Á Bình bởi ánh mắt cô lúc nào cũng hừng hực khí thế, khiến đối phương không khỏi sợ hãi, e dè. Mỗi lần kết thúc một bàn thắng, cô đều hô to, yes, khiến đối thủ phải giật mình. Chính sức mạnh sát thương đó đã luôn giúp cô giành được chiến thắng. Thứ hai, buông bỏ thứ gọi là thể diện. Sói vì thừa nhận tội ác ăn thịt cừu mới có thể trở thành sói. Chúng ta thường dành những lời lẽ tốt đẹp cho những con vật lương thiện, nhưng lại buông những câu nói cay nghiệt cho loài động vật dũng mãnh. Cuối cùng, vì theo đuổi sự hiền lành và lương thiện lại bị đánh gục dưới tay những con người dũng mãnh kia. Thành công chính là bạn vứt bỏ thể diện ở đây nhưng sẽ có được sự vinh quang ở nơi khác. Một công ty từ vị trí thứ 60 thành công bước lên vị trí dẫn đầu trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng đâu ai biết rằng anh ấy đã từng bị từ chối 50 lần. Thể diện của một người là do bản thân tự tạo nên hay người khác mang đến. Rõ ràng là người khác cho bạn, thừa nhận bạn, tôn sùng bạn, bạn mới có thể diện. Một người lãnh đạo thành công sẽ luôn phải có một trái tim sắt đá và da mặt dày. Nếu bạn xấu hổ và ngần ngại, thường trường sẽ không cho bạn cơ hội để thành công. Thứ ba, bạn bắt buộc phải nắm chắc được điểm mấu chốt, từ bỏ những thứ không liên quan. Sói có hai thủ đoạn ác độc để săn mồi, đó chính là cắn vào yết hầu và móc mắt con mồi. Một khi con mồi đã bị khống chế, nó sẽ không có năng lực phản kháng mà ngoan ngoãn làm thức ăn cho sói. Nghe thì tàn bạo, nhưng đây chính là sức mạnh của sự sợ hãi, khiến đối phương bị chinh phục về mặt tâm lý. Trong quá trình thuyết phục khách hàng, bạn có nhiều thời gian để tư vấn không? Tất nhiên là không, vậy bạn sẽ phải nói những gì? Nói được trọng tâm mấu chốt của vấn đề. Nhiều lãnh đạo tuyển nhân viên chỉ dựa trên tiêu chí tuấn tú, lịch sự, nho nhã, không có khuyết điểm, nhưng quan trọng họ lại không biết chiến đấu. Vậy đội ngũ nhân viên đó có khác gì những con cừu vô dụng? Trong môi trường kinh doanh, bạn phải học cách giống loài sói, cắn vào yết hầu, nắm được điểm mấu chốt và bỏ qua những thứ vặt vãnh bên ngoài. Thay vì phải mệt mỏi quản lý những thứ không cần thiết, bạn nên dùng năng lượng đó để rèn luyện bản thân, nâng cao khả năng phân biệt điểm mấu chốt và cốt lõi của sự việc. Và như vậy, bạn đã bắt đầu bước đi trên con đường của người thành công. Thứ tư, nắm bắt cơ hội. Thời cơ luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Một con sói nếu nhìn thấy một con cừu béo bở, bạn đoán nó có tấn công ngay lập tức không? Đáp án là không. Sói sẽ đợi đến khoảng 3 giờ sáng mới hành động. Vì lúc này, bàng quang của cừu chứa đầy nước tiểu và chúng không dám chạy. Nếu chạy, bàng quang sẽ bị vỡ, nên cừu sẽ ngoan ngoãn nằm im để sói ăn thịt. Đây chính là một mặt tàn nhẫn của sói. Sói rất thông minh, không bao giờ ngu ngốc canh giữ lãnh thổ chờ con mồi sa bẫy. Thay vào đó, chúng sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội. Vì chúng biết rằng cừu béo sẽ không tự nhiên xuất hiện, cơ hội phải là tự mình giành lấy. Đúng là có những lúc ta phải ngồi im chờ thời cơ, nhưng không thể chỉ chờ đợi mà cần phải tự mình phấn đấu. Cũng giống như là việc kiếm tiền, tiền sẽ không tự động chảy vào túi mà phụ thuộc vào sự khôn ngoan, chăm chỉ của bạn làm việc tạo ra. Một người chỉ quen với việc chờ đợi cơ hội mới thực nguy hiểm, bởi đem tất thảy hy vọng chôn vùi tại một chỗ chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền, phải nỗ lực không ngừng để tạo ra cơ hội. Lập kế hoạch mỗi ngày và hành động ngay lập tức, tận dụng từng phút để tạo cơ hội cho tương lai của mình. Trên thực tế, những người thực sự giàu có rất thông minh. Họ không bao giờ chờ đợi cơ hội mà nắm bắt cơ hội, sử dụng cơ hội, chinh phục cơ hội và sử dụng cơ hội như những bệ phóng trong cuộc đời. Điều này là do người giàu hiểu rằng muốn kiếm được nhiều tiền thì phải tự tạo ra cơ hội cho mình. Không được dại dột ngồi bên lề đường chờ ai đó đi ngang qua, mời bạn cùng bước vào thế giới thượng lưu. Vận mệnh không phải là cơ hội mà là sự lựa chọn. Làm người không nên trông chờ vào sự an bài của số mệnh mà phải tự mình tạo dựng nên vận mệnh bằng chính sự nỗ lực của mình. Nếu một người thông minh và có óc sáng tạo nhưng không tìm được thời cơ phù hợp, chắc chắn sẽ khó có cơ hội thành công. Thời cơ luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Đã bỏ lỡ thì khó có cơ hội tìm lại. Thứ năm, từ bỏ việc chiến đấu một mình, đoàn kết mới là sức mạnh. Sói không bao giờ chiến đấu một mình, vì vậy ngay cả những con hổ hung dữ cũng phải sợ hãi bầy sói. Đàn sói khi săn mồi sẽ có sự phân công, hợp tác chặt chẽ, đây chính là sức mạnh của đồng đội. Kinh doanh được chia thành bán lẻ và bán buôn. Người bán buôn sẽ có cửa hàng của riêng mình và khách hàng phải chủ động đến mua, còn người bán lẻ lại phải tự mình đi tìm bán cho khách hàng. Muốn thực sự bước vào kinh doanh, bạn phải hiểu được bản chất của kinh doanh, bắt đầu từ việc tìm kiếm nguồn khách hàng. Nhiều người cho rằng chỉ cần ngồi ở nhà bán hàng, tự khắc sẽ có được kinh nghiệm kinh doanh. Tuy nhiên điều này là không thể, chỉ khi bạn thực sự lăn lộn trên thương trường, bạn mới có thể nắm chắc được điểm mấu chốt trong đó. Một nhóm cùng hợp tác kinh doanh cũng giống như bầy sói, luôn phối hợp tương trợ lẫn nhau để tạo nên sức chiến đấu và đạt được mục tiêu. Thứ sáu, cuối cùng hãy rèn luyện bản thân trở nên thật xuất sắc, bạn mới có cơ hội thành công. Bí quyết thật sự của việc kiếm tiền chính là những người có thể kiếm được rất nhiều tiền bởi vì họ luyện tập kiếm tiền mỗi ngày. Sự khác biệt giữa người bình thường và người thành công chính là thiếu sự luyện tập. Sói vì sự sinh tồn mà ngày đêm luyện tập, đi theo sói mẹ và học cách săn mồi. Biết cũng vô dụng, hiểu cũng vô dụng, chỉ có luyện tập mới có tác dụng mạnh mẽ. Bạn muốn phát triển sự nghiệp của mình, bạn muốn bản thân có tương lai ổn định và phát triển, vậy chỉ có một con đường, đó là rèn luyện bản thân, trở nên tài giỏi và xuất sắc hơn người khác. Những người thành công đều luôn làm như vậy. Một nhà lãnh đạo muốn đàm phán tốt phải rèn luyện khả năng giao tiếp siêu phàm. Bất kỳ tình huống nào cũng phải có những câu mang tính sát thương mạnh mẽ. Nếu không làm được, vậy thì xin lỗi, năng lực của bạn không đủ. Muốn đạt được điều gì, bạn phải không ngừng luyện tập điều đó. Muốn vinh quang, bạn phải luyện vinh quang. Muốn khỏe mạnh, bạn phải luyện sức khỏe mỗi ngày. Bản tính sinh tồn của loài sói thật đáng để những ai có khát vọng giàu có học tập. Hãy luôn nhớ rằng chỉ có thành thạo bạn mới có cơ hội. Xã hội khốc liệt này sẽ không vì bạn ngây thơ mà khoan nhượng bạn. Kẻ mạnh mãi mãi vẫn mạnh, kẻ yếu mãi mãi vẫn là kẻ yếu. Đây là điều tất yếu của sự cạnh tranh trên thương trường. Sở dĩ người giàu có thể kiếm được nhiều tiền là vì trong mắt họ, sự giàu có không phải là điều quá tầm với. Những biến thiên của thế giới và sự nghiệp thành công nằm ở khả năng nắm bắt cơ hội và dám chấp nhận rủi ro. Nếu phải dùng một từ để mô tả một người giàu có, thì đó là dám mạo hiểm. Những người giàu luôn có lá gan lớn giúp họ kiên định với ý tưởng của riêng mình, bất chấp lời gièm pha. Chỉ cần bạn tin rằng mình đúng, hãy dũng cảm chấp nhận rủi ro. Tất nhiên, giống như cuộc phiêu lưu của loài sói, một người khao khát kiếm tiền thông qua cuộc phiêu lưu, anh ta sẽ phải kết hợp trí tuệ cùng sự kiên nhẫn, bên cạnh lòng dũng cảm và phát triển một tầm nhìn độc đáo. Nói cách khác, anh ta phải có can đảm, kiến thức để chấp nhận rủi ro. Vậy nên ngay từ khi bắt đầu, hãy thay đổi, nâng cao nhận thức, rèn luyện năng lực, biến bản thân trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bạn mới có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.